Sát vào tường quá quá rồi. Bên kia rộng thì không để. Đâu chưa? Đâu mà? Hàng chưa? Nhà anh mở hàng cơm chưa hay vẫn thôi chưa được chưa mở? Anh mới mở đâu? Ê, đi nghỉ. Hàng chưa đang đứng nhiều cả. Ở giờ nó vắng rồi, đang dịch kia. Mấy cái quán gần nhanh có mở không? Phở biết chỗ nào cũng mở. Phở nó mở rồi. Lòng có khách đâu. Mở ra kiếm nó bắt là bắt hay bắt đấy. Không có muốn cho bán nó xa ra ra cơ. Thì đấy ý là em mở rồi. Mở vẫn bán nào bắt nào hay bắt đấy. Ví dụ ngày khoảng 30-40 bát được sao? Ủa tiền nhà ăn uống tinh thì đóng vào chết. Cả hết dầu đi anh. Sắp xong rồi mà anh. Không lấy cái giấy chặn. Anh gọi được luôn không? Thank you.
Còn một đầu nữa anh ạ. Vợ ruộng nó tóc chứ. Ruộng nó tóc à? Anh ở đâu rồi? Anh ngồi đợi tí.